Mùa giải 2017-2018 là Anain, chức vô địch thứ 13 của họ. Tình huống nguy hiểm, một bàn thua rất dễ của cầu thủ Việt Nam, rất đáng tiếc. Tôi không hài lòng. Đây là một pha bóng vô cùng bất cẩn từ khung giữa sân. Văn Thành trả bóng cho Quang Hải và Quang Hải nhận bóng ở một tư thế vô cùng bất lợi. Đó là chưa kể tình huống phát hiện và ngăn chặn của các trung vệ. Khoảng cách giữa các trung vệ và tuyến trên là tương đối xa ở ASEAN, nhưng có lẽ còn có nhiều điều lớn hơn mà chúng ta cần phải nỗ lực từ trận đấu này. Đây là một thế hệ cầu thủ có chất lượng tốt của bóng đá Việt Nam, được chuẩn bị kỹ, được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên có thể nói là rất quan tâm. Văn Toàn, nhà bóng không quan vào, không có bàn thắng được. Một bàn thắng vô cùng quan trọng. Văn Quyên là người ghi bàn. Vâng, tôi đang định nói là chúng ta cần phải lấy tấn công bù đắp cho phòng ngự, bởi vì rất khó đá như thế này nếu mà chịu trận. Tôi có một cảm giác có thể nói là rất bức bối trong ít phút vừa rồi. Không hiểu anh Huy có cảm giác như vậy không, và tôi tin rằng là rất nhiều cổ động viên bóng đá Việt Nam cũng thế. Nhưng vừa rồi là một khoảnh khắc có thể nói là xóa tan đi rất nhiều điều, bắt đầu từ cú xỏ lỗ kim có thể nói là rất tinh tế của Văn Toàn, cú chạm bóng nỗ lực của anh Đức ở phía trong, và công việc của Văn Quyết cho dù là đơn giản nhưng nó đã gỡ cả một gánh nặng nghìn cân lên khỏi những bước chân của cầu thủ áo đỏ trong những phút vừa qua. Phạt rất chính xác. Văn Thành, RSB đã đá bóng chìm. Rất tiếc là Quang Hải đã thực hiện ra ngoài. Đức Trinh và An Samsi. Cú đá chính xác. Vẫn là một pha xử lý. Vẫn có bàn thắng. An Đam Kỳ. Vẫn là một cú đá quá. Minh Vương và An Samsi. Như vậy là đã không có bàn thắng từ cú đá vừa rồi của Minh Vương. Trận đấu khép lại với phần thắng nghiêng về phía đội tuyển Olympic. Nhưng sự chủ động và